giáo nói về luân hồi là có thật. Chứng cứ của họ đại khái khoảng 60 đến 70% là dùng phương pháp thôi miên. Hiện nay có gần khoảng 10.000 trường hợp từ trong trạng thái thôi miên nói ra. Tiền kiếp trước đây của họ, kiếp trước nữa của họ. Và còn có thể suy đoán đến kiếp thứ 3, kiếp thứ 4, kiếp thứ 5 trước đó. Sau đó đi kiểm chứng. Sau khi kiểm chứng có kết quả rồi thì có người đích thực từ nhân đạo đến đầu thai, có người từ đường súc sanh đến đầu thai. Có một số người thì chúng ta ở thế gian này không tìm thấy chứng cứ, theo phán đoán có khả năng là người ngoài hành tinh đến đầu thai. Đều có. Tôi xem được một phần dịch của bản báo cáo. Tôi thu thập được không ít những tài liệu này ở Mỹ, nhưng không mang về. Hiện nay những tài liệu này đã được dẫn chuyển về rồi, nhưng tôi cũng không biết là để ở đâu. Lần này tôi có cơ hội đến nước Mỹ, tôi sẽ nhờ họ thu thập lại cho tôi. Những tài liệu như vậy diễn ra trong thời gian gần đây sẽ tương đối phong phú. Cho nên chúng ta cần phải khẳng định con người chân thật là có kiếp trước. Cũng có thể mỗi một đồng tu chúng ta, chính các bạn đều có kinh nghiệm. Các bạn đi du lịch ra bên ngoài, đi tham quan du lịch nước ngoài, đột nhiên nhìn thấy khu vực này, trong một sát na có một cảm giác là khu vực này rất quen thuộc. Thế nhưng quả thật bạn từ trước đến nay chưa từng đến đây. Từ trước đến đây chưa từng đến thì tại vì sao bạn thấy rất quen thuộc? Là vì kiếp trước bạn đã từng sống ở đó, đã từng sinh hoạt ở đó rồi. Mười mấy năm trước, khi tôi mới đến thành phố Dallas ở nước Mỹ, cư sĩ Thái Văn Hùng ở Dallas kể cho tôi một câu chuyện. Ông tin tưởng và khẳng định ông có kiếp trước. Ông kể là khi ông mới đến nước Mỹ, ở tại San Francisco, có một hôm ông cùng vài người bạn đi chơi rồi bị lạc đường. Khi lái xe đến một thị trấn nhỏ, ông đột nhiên cảm thấy thị trấn nhỏ này rất quen. Đường xá của thị trấn, cách đi lại, có những kiến trúc gì. Khi ông chưa vào thị trấn nhỏ này thì trong đầu ông đã có những ấn tượng này rồi. Sau khi vào thị trấn rồi thì quả nhiên không sai, ông đều có thể chỉ rõ ra. Thế nhưng ông từ trước đến nay quả thật là chưa từng đến thị trấn này. Ông hỏi tôi chuyện này. Tôi nói có khả năng kiếp trước của ông là người của thị trấn này, ông đã từng sống ở đó. Có kiếp trước, có kiếp này thì nhất định có kiếp sau. Phật trên kinh thường khuyên bảo chúng ta thế gian vô thường, cõi nước mong manh. Hai câu nói này là lời chân thật. Lời cảnh tỉnh chân thật. Chúng ta nếu có thể thể hội được, cuộc đời này của chúng ta nên dùng tâm thái như thế nào để làm người, thì bạn mới có thể nắm vững được một phương hướng chính xác. Đời người ở thế gian vô cùng ngắn ngủi. Tôi đã 74 tuổi rồi. là chết được rồi. Nhân sanh thất thập cổ lai hy. Tôi không nghĩ làm thế nào để mà sống lâu, mà tôi suy nghĩ sẽ chết như thế nào trong tương lai, suy nghĩ sau khi chết rồi làm thế nào. Nếu như chỉ suy nghĩ đến trước mắt, thì trước mắt quá ngắn ngủi, tầm nhìn quá nông cạn rồi. Cho nên chỉ cần có cơ duyên thì nhất định phải nắm chắc. Vì xã hội mà phục vụ, vì chúng sanh mà phục vụ, làm nhiều việc tốt. Thế nào là việc tốt? Là lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh là việc tốt. Nếu như niệm niệm là lợi ích cho chính mình thì vẫn là việc ác. Nếu như chính mình tranh giành, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thì đó là việc ác rồi. Phật dạy chúng ta buông xuống. Buông xuống tự tư tự lợi. Phật dạy chúng ta nhấc lên. Nhấc lên là vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh tạo phước. Trên Kinh Kim Cang gọi là lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Lìa tự tư tự lợi. Vì xã hội, vì chúng sanh tạo phước. Điều này là công đức chân thật, lợi ích chân thật. Chúng ta nên chăm chỉ, nỗ lực mà thực hiện. Con người nếu có thể phát tâm chân thành thì phước báo của công đức tu ở trong một ngày, như trên kinh thường nói, mấy mươi kiếp đều hưởng không hết. Chúng ta tin tưởng lời Phật nói, Ngài không nói dối. Không phải là nói những lời nói này để khuyến dụ chúng ta, mê hoặc chúng ta, không phải vậy. Mỗi một câu nói của Phật đều là lời chân thật. Cùng một đạo lý như vậy, nếu như bạn dùng tâm địa cực ác tạo một ngày ác nghiệp, thì ở A Tỳ địa ngục cũng là bấy nhiêu kiếp, không thể ra khỏi rồi. Các hung họa phước thường luôn ở trong một niệm. Hành vi rất ngắn ngủi, thì quả báo, bất luận là thiện hay ác, đều không thể nghĩ bàn. Cho nên dụng ý của Ấn Tổ Đề Xướng 3 bộ sách này thì chúng ta cần phải hiểu kỹ, cần minh bạch. Đây là sự tận tình khuyên bảo của lão nhân gia, dạy bảo chúng ta không tạo ác nghiệp, không đọa tam độ. Trước tiên cần phải nắm chắc phước báo nhân thiên. Từ nền tảng này mà nâng cao lên trên mới là sự tu học của Phật Pháp. Cho nên đoạn hết tất cả ác, tu tất cả thiện. Điều này là giáo huấn của Phật đối với người thế gian. Người thế gian không có tầm nhìn cao xa, không có chí hướng rộng lớn, vẫn không muốn xuất ly tam giới. Hưởng phước trong tam giới lục đạo, nhất định phải hiểu được đoạn ác tu thiện. Cần phải hiểu được thế nào là ác, thế nào là thiện. Vậy thì phải tu hành từ đâu? Là bắt đầu tu từ khởi tâm động niệm. Khi ý niệm vừa sanh khởi thì liền hiểu được ý niệm này là thiện niệm hay là ác niệm. Nếu như ý niệm này là thiện niệm thì cần khiến cho nó tiếp tục phát triển. Nếu như ý niệm này là ác niệm thì cần nhanh chóng dừng lại. Tu hành là hạ công phu từ chỗ này. Ý niệm trở thành hành vi thì không kịp nữa rồi. Sự tu học của Phật Pháp so với điều này cao hơn một tầng lớp. Đó là chuyển mê thành ngộ. Phật nói với chúng ta, tam giới lục đạo đều là mê, chưa giác ngộ. Sau khi ngộ rồi, liền siêu vượt lục đạo, siêu vượt tam giới. Đây là điều đáng quý nhất. Thời gian chúng ta ở trong tam giới lục đạo lâu quá rồi. Từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp không thể xuất ly. Từ trên Phật Pháp mà nói, thì trong đời quá khứ của chúng ta đều đã từng tu hành trong Phật Pháp, đã từng chăm chỉ tu hành. Nhưng tại vì sao không thể xuất ly? Là vì chưa khai ngộ, vẫn sai đắm danh văn lợi dưỡng, ở trong lục đạo và sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần. Mà không biết được cái tai họa này, không chịu triệt để buông xuống. Cho nên chúng ta mới không có cách gì xuất ly. Nếu chân thật thông đạt minh bạch rồi, giác ngộ rồi, buông xuống vạn duyên, không những không tham ái thế gian pháp, mà xuất thế gian pháp cũng không tham ái. Như vậy bạn mới có thể siêu vượt. Siêu vượt điều gì? Siêu vượt tự tư tự lợi, siêu vượt tham sân si mạng, siêu vượt thị phi nhân ngã. Đây là siêu vượt tam giới lục đạo. Trong Phật Pháp thường xuyên nói chuyển phàm thành thánh.